Phạm Vinh và Triệu Ngân. Xin kính chào quý khán thính giả. Hôm nay là thứ ba, 4 tháng 6 năm 2024. Phạm Vinh và Triệu Ngân xin kính chúc quý vị và các bạn một ngày mới nhiều sức khỏe và an lành. Sau đây xin kính mời quý vị theo dõi phần tin tức và dự báo thời tiết. Chân dung nữ tổng thống đầu tiên trong lịch sử Mexico. Trộm vòi cứu hỏa khiến khu phố Nam LA không được bảo vệ khỏi hỏa hoạn. Ông khỏa thân đánh phụ nữ ở Stanton, quận Cam, bị bắn. Nắng nóng, gió mạnh ở Nam California tuần này. Thẩm phán Delaware cho phép khởi sự hơn 70.000 vụ kiện thuốc Zantac. Trader Joe mở thêm 8 địa điểm mới ở Nam California. Cảnh sát Alabama bố ráp tìm ma túy, chủ tiệm gốc Việt bị bắt. Sòng bạc viện cớ máy nghiêng từ chối trả thưởng 2,5 triệu đô la. Chân dung nữ tổng thống đầu tiên trong lịch sử Mexico. Với chiến thắng ấn tượng trong cuộc bầu cử lớn nhất từng được tổ chức ở Mexico, bà Claudia Sheinbaum đã trở thành nữ tổng thống đầu tiên của quốc gia Mỹ Latin. Ngày 3 tháng 6, hãng thông tấn CNN cho biết bà Claudia Sheinbaum đã giành được hơn 60% số phiếu trong cuộc bầu cử lớn nhất lịch sử Mexico, qua đó trở thành nữ tổng thống đầu tiên của quốc gia này. Bà Sheinbaum nói, "Tôi sẽ trở thành nữ tổng thống đầu tiên của Mexico. Mục tiêu của tôi đã và sẽ luôn là chăm sóc từng người dân Mexico. Tôi biết không phải tất cả mọi người đều đồng ý với các kế hoạch của tôi, nhưng chúng ta vẫn sẽ cùng nhau xây dựng một Mexico công bằng và thịnh vượng hơn." Truyền thông địa phương cho biết, bà Sheinbaum không chỉ là nữ tổng thống đầu tiên trong lịch sử Mexico, mà còn là người Do Thái đầu tiên đảm nhiệm chức vụ này. Đây là một thành tích vô cùng ấn tượng, bởi Mexico từ trước tới nay vẫn được biết tới như một quốc gia công giáo lâu đời. Ngay sau chiến thắng lịch sử, bà Sheinbaum sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức, bao gồm tình trạng bạo lực, băng nhóm, phúc lợi xã hội và vấn đề nhập cư với Mỹ. Trộm vòi cứu hỏa khiến khu phố Nam LA không được bảo vệ khỏi hỏa hoạn. Một loạt vụ trộm vòi cứu hỏa ở khu phố Lauren Firestone ở Nam Los Angeles đã khiến người dân không có vòi nước hoạt động gần nhà của họ. Jennifer McGraw của KTOA đưa tin vụ trộm 4 vòi nước gần giao lộ giữa đường 82 và đại lộ Hooper, có nghĩa là khu phố này thậm chí không có một vòi nước nào đang hoạt động. Cư dân khu vực Crystal Cousin cho biết, điều đó thật khó chịu. Tại sao bạn lại ăn trộm vòi cứu hỏa? Bạn sẽ làm gì với vòi cứu hỏa? Bây giờ bạn có cả một khu cư dân đang gặp nguy hiểm vì chúng tôi không có quyền truy cập vào sở cứu hỏa của mình. Theo Sở Cảnh sát quận Los Angeles, những vụ trộm tương tự đã xảy ra ở Linwood. Công việc đang được tiến hành để thay thế vòi nước và lắp ổ khóa để ngăn ngừa trộm cắp trong tương lai. Vụ việc vẫn còn đang được điều tra. Ông khỏa thân đánh phụ nữ ở Stanton, quận Cam, bị bắn, tin từ Stanton, California. Nhân chứng kể lại một người đàn ông khỏa thân tấn công một người phụ nữ trong một khu phố ở Stanton, phía tây bắc Little Sài Gòn, bị bắn bởi một tài xế chạy xe khách đêm Chủ nhật 2 tháng 6, theo đài KTLA loan tin. Nhân viên Sở Cảnh sát quận Cam đã có mặt tại hiện trường vụ việc tại khu 7000 trên đường Custerway ngay trước 8 giờ tối Chủ nhật. Một người trong khu dân cư nói với đài KTLA rằng ông nhìn qua cửa sổ và thấy một người đàn ông đang đánh đập một người phụ nữ. Khi ông chạy ra ngoài xem chuyện gì thì thấy người đàn ông đó lại đang đấm vào một chiếc xe chở khách. Đó là lúc tôi thấy ông ta hoàn toàn trần truồng. Nhân chứng này thuật lại. Băng ghi hình tại chỗ cho thấy một chiếc xe SUV mở cửa phía hành khách và cốp xe cũng mở toang trong lúc cảnh sát lấy lời khai. Một người hàng xóm khác nói rằng ông nghe có tiếng cãi cọ trước khi súng nổ 2 phát. Khu xóm này thường ngày vẫn yên tĩnh. Người hàng xóm này nói, một phụ nữ khác nói rằng bà nghe ai đó, có lẽ là tài xế xe chở khách, hét lên là sẽ bắn một phát thị uy, rồi la to, dừng lại. Bà liền chạy vào nắp trong nhà thì nghe tiếng phát súng thứ nhì. Cảnh sát cho hay chính tài xế là người gọi 911 để trình báo về vụ nổ súng. Theo Sở Cảnh sát quận Cam, nạn nhân nữ đã được điều trị vết thương tại hiện trường, trong khi kẻ được cho là kẻ tấn công cô đã được đưa đến bệnh viện địa phương trong tình trạng nguy kịch nhưng ổn định. Tài xế nổ súng ở lại tại chỗ để hợp tác với cuộc điều tra và được thả cho về. Nắng nóng, gió mạnh ở Nam California tuần này. Tin từ Westminster, California,
dù thời tiết còn tương đối mát mẻ nhiều phần ở Nam California vào thứ Hai, 30 tháng 6, nhưng thời tiết sẽ thay đổi vào giữa tuần, sẽ có những đợt nóng lên. Hôm thứ Hai, gió giật đáng báo động ở Antelope Valley khiến cho giới chức tuần tiểu cao tốc California CSP khuyến cáo các xe cao lớn không nên đi trên xa lộ 5, đoạn qua Whale Lake và Fraser Mountain Road. Sở Khí tượng Quốc gia đưa ra khuyến cáo gió mạnh từ 20 tới 35 dặm một giờ, có lúc giật lên tới 50 dặm một giờ, cho đoạn đường qua đồi núi 5, Cerrito tới 3 giờ sáng thứ Ba. Vào giữa tuần, thời tiết sẽ ấm và nóng lên toàn miền Nam California. Từ sáng thứ Tư tới chiều thứ Năm, nắng nóng cực độ ở Apple Valley và Lucerne Valley, phía đông Antelope Valley, Elizabeth Lake và Lake Palmdale. Thứ Tư được cho là ngày nóng nhất trong tuần ở những vùng sa mạc lên tới 106 độ. Nhiều vùng Inland Empire và đồi núi có thể vượt 100 độ F. Sở Khí tượng khuyến cáo tài xế nên lưu ý trẻ nhỏ và thú nuôi trong xe trước khi bước ra khóa cửa xe. Người dân thì nên uống nước đầy đủ và tránh ra ngoài giữa trưa nắng gắt để tránh sốc nhiệt. Thẩm phán Delaware cho phép khởi sự hơn 70.000 vụ kiện thuốc Zantac, tin từ Wilmington, Delaware. Theo thông tấn xã Reuters đưa tin, thuốc Zantac trị ở nóng bị đình chỉ sản xuất dính líu tới hơn 70.000 vụ kiện được một thẩm phán tại Delaware cho phép khởi sự, đưa ra phán quyết rằng các chứng nhân là chuyên gia có thể làm chứng trước tòa rằng loại thuốc này có thể gây ung thư. Hôm thứ Sáu 31 tháng 5, phán quyết do thẩm phán Vivian Medinilla thuộc tòa án cấp cao Delaware đưa ra tại Wilmington là một bước lùi cho các nhà sản xuất dược phẩm từng bào chế Zantac, gồm có GSK, Pfizer, Sanofi và Boehringer Ingelheim, vốn lập luận rằng ý kiến của các chứng nhân chuyên gia thiếu căn cứ khoa học. GSK, Pfizer và Sanofi cho biết trong các tuyên bố riêng rằng họ không đồng tình với quyết định này và sẽ kháng cáo. Ba công ty nói rằng không có bằng chứng đáng tin cậy nào cho thấy Zantac gây ung thư. Một phát ngôn viên công ty dược phẩm Boehringer Ingelheim không trả lời yêu cầu bình luận. Các phụ kiện từ các nguyên đơn cho biết họ bị ung thư sau khi uống Zantac ngày càng chất đóng. Các nguyên đơn cho biết các công ty biết hoặc đáng lẽ phải biết rằng ranitidine có nguy cơ gây ung thư và họ không cảnh cáo người tiêu thụ. Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm FDA yêu cầu các nhà sản xuất rút Zantac ra khỏi thị trường vào năm 2020. Các nhà sản xuất dược phẩm vẫn khăng khăng rằng không có bằng chứng nào cho thấy Zantac làm người tiêu thụ chịu ảnh hưởng tới mức độ gây hại của NDMA. Medinilla đang chủ sự phần lớn trong số gần 80.000 vụ kiện vẫn đang chờ giải quyết tại Hoa Kỳ liên quan tới Zantac, từng là loại thuốc bán chạy nhất thế giới. Ngoài các vụ kiện ở Delaware, các nhà bào chế dược phẩm còn phải đối diện với khoảng 4.000 đơn kiện tại Tòa án tiểu bang California và khoảng 2.000 đơn kiện tại nhiều tòa án tiểu bang khác trên khắp Hoa Kỳ. Trader Joe mở thêm 8 địa điểm mới ở Nam California. Cửa hàng Trader Joe có trụ sở tại California đã thông báo rằng họ sẽ bổ sung thêm 8 cửa hàng tạp hóa mới ở miền Nam California. Một phát ngôn viên xác nhận rằng các địa điểm mới sẽ nằm ở các thành phố Sherman Oaks, South Pasadena, North Crest, Santa Clarita, Ladera Grande, Marita, Santee và Poway. Ngày khai trương vẫn chưa được công bố. Các địa điểm của Trader Joe mới thường được chào đón với vòng tay rộng mở của các cộng đồng, cả trong và ngoài biên giới California, nơi họ đã thu hút được lượng người theo dõi. Cửa hàng tạp hóa tư nhân này nổi tiếng với mức giá thấp, những sản phẩm không thể tìm thấy ở các cửa hàng khác và nhân viên mặc áo sơ mi Hawaii. Chuỗi tạp hóa này hiện đang vận hành 549 cửa hàng ở 42 tiểu bang và quận Columbia. 8 địa điểm mới ở Nam California là một phần kế hoạch mở rộng hơn với 24 cửa hàng Trader Joe trên toàn quốc. Các địa điểm sắp mở khác ở miền Tây Hoa Kỳ bao gồm Gino, Nevada, Tucson, Arizona, Milwaukee, Oregon và thành phố Salt Lake, Utah. Địa điểm của Trader Joe sắp ra mắt Sherman Oaks 14130 Riverside Drive, North Creek 9224 Gisida Boulevard, South Pasadena 1129 Fair Oaks Avenue, Santa Clarita
19037 Golden Valley Road, Morita 40388 Morita Hot Spring Road, Ladera Grand 27542 Antonio Parkway, Poway 13644 Poway Road, Santi 9680 Mission George Road. Cảnh sát Alabama bố ráp tìm ma túy, chủ tiệm gốc Việt bị bắt. Tin từ Florence, Alabama, hôm thứ Năm 30 tháng 5, hai người chủ một tiệm tạp hóa bị bắt sau cuộc bố ráp truy tìm chất gây nghiện. Theo văn phòng cảnh sát quận Lauderdale, đài WAFF 48 loan tin, lực lượng đặc nhiệm chống ma túy quận Lauderdale thi hành trắc lục soát tại cửa hàng ST General Merchandise, còn có tên là Towsley, trên đường cao tốc Highway 17, cửa hàng tạp hóa tọa lạc phía nam trường trung học Wilson High School. Hơn 200 chai chia napkin và nhiều gói kratom trong một máy làm nước đá phía sau cửa hàng đã được tìm thấy. Giới chức cảnh sát Lauderdale cho biết, cảnh sát cũng đã tìm thấy 12.000 tiền mặt mà họ cho là được dùng để mua ma túy. Số ma túy được giấu đằng sau cửa hàng để khách hàng không thể nhìn thấy. Thiamin và kratom đều là hai chất cấm lưu hành ở tiểu bang Alabama. Cảnh sát chú ý tới cửa hàng này sau khi có một số lời trình báo có thể có hoạt động buôn bán ma túy trong khu vực. Phương Văn Trịnh và Trang Thùy Trịnh là chủ tiệm bị bắt trong vụ này. Phương bị buộc tội buôn lậu chất cấm và 5 tội phân phối bất hợp pháp chất cấm. Trang bị buộc tội buôn lậu chất cấm và 6 tội phân phối bất hợp pháp chất cấm. Sòng bạc viện cớ mái nghiêng, từ chối trả thưởng 2,5 triệu đô la. Bà Ronnie Bill, 72 tuổi, cương quyết đòi sòng bạc phải trả thưởng 2,5 triệu đô la cho bà khi họ viện cớ mái chơi poker bị nghiêng để hủy kết quả trúng độc đắc của bà. Vào tháng 2, bà Ronnie, cư dân New Jersey, đến sòng bạc nổi tiếng Bally Atlantic City Hotel and Casino. Bà nói đã bỏ hàng trăm đô la vào chiếc máy Wheel of Fortune. Vòng quay may mắn, cầu nguyện trúng 1.000 đô la. Kết quả bà quay trúng ngay giải độc đắc 1.280.000 đô la. Và do đặt cược gấp đôi nên giải thưởng chính thức của bà lên tới hơn 2,5 triệu đô la. Niềm vui sướng của bà chỉ kéo dài mấy phút. Ngay sau khi bà quay trúng giải độc đắc, nhân viên an ninh của sòng bạc Ba Lầy tràn đến đám đông đang quay quanh bà chia vui. Sau khi xem nhanh cổ máy chiến thắng, họ thông báo cho bà rằng chiếc máy vận hành vòng quay may mắn đã gặp trục trặc, gọi là độ nghiêng cuộn, khiến giải thưởng của bà bị vô hiệu. Họ còn khuyến mãi quay thêm một lần nữa mà không cần đặt cược, nhưng bà không làm. Thay vì trả 2,5 triệu đô la tiền trúng độc đắc cho bà Ronnie, sòng bài này được đề nghị biếu bà một giải thưởng an ủi 350 đô la. Bà từ chối số tiền mặt nhỏ của họ và đang cùng luật sư kiện sòng bạc để nhận giải thưởng mà bà tin rằng đã thắng một cách công bằng. Người chơi đến sòng bạc và phải trả tiền đặt cược, và khi khách thắng, sòng bạc phải trả tiền. Chiếc máy vận hành không đúng, nếu đó là sự thật, không phải lỗi của khách. Bà Ronnie và đội pháp lý nêu quan điểm với truyền thông. Dự báo thời tiết thứ tư, 5 tháng 6 năm 2024, mặt trời mọc vào lúc 5 giờ 41 phút sáng và mặt trời lặn vào lúc 7 giờ 59 phút tối. Bầu trời nhiều mây, nhiệt độ cao 70 độ F, gió tây nam thổi với tốc độ 10 đến 15 dặm một giờ, độ ẩm 74% và chỉ số UV cho thấy 10 trên 11. Vào ban đêm, trăng lên vào lúc 5 giờ 40 phút sáng và trăng lặn vào lúc 7 giờ 40 phút tối. Bầu trời có mây sớm, sau đó có sương mù và ẩm ướt vào ban đêm, nhiệt độ thấp 62 độ F, gió tây nam thổi với tốc độ 5 đến 10 dặm một giờ, độ ẩm 82%. Và chỉ số UV cho thấy 0 trên 11. Dự báo thời tiết này áp dụng cho các khu vực lân cận Fountain Valley, Huntington Beach, Westminster, Santa Ana và Garden Grove thuộc tiểu bang California. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời tiết. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào bản tin thời tiết ngày mai. Phạm Vinh và Triệu Ngân. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem bản tin của Vinh Channel. Nếu quý cô chú, các anh chị và các bạn thấy chủ đề hôm nay thú vị, cho Vinh Channel xin một like và một subscribe.
Nếu quý vị chưa đăng ký kênh, xin hãy đăng ký kênh để mỗi khi có video mới của Vin Channel, quý vị sẽ là người được thông báo sớm nhất. Xin chân thành cảm tạ. Kính chúc quý vị một ngày thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Xin hẹn mọi người lại những video kế tiếp.